Chào mọi người nha, thì hôm nay Mộc xin gọi là làm clip tiện chỉ khác thì chỉ cho mọi người luôn. Tại vì cái bản lề khi mọi người trượt sử dụng một thời gian ấy, thì nó sẽ bị lật cái bản lề ra nha mọi người. Chẳng hạn như mọi người trượt trượt sung quá hay là con nít nó ngực quá ấy, thì nó trượt ra, chẳng hạn như cái bản lề nó lật ra nhưng mà nó vẫn đẩy vô được nha mọi người nha. Là mọi người thấy không? Thực ra cái mọi người thấy là cái bản lề lề nó rô rô đúng rồi nè, mọi người thấy không? Nhưng mà ở trên này lề nó bị lật rồi nè. Đó, lật mày con em Mộc nó xà mày nó không biết rồi nè. Đó, thì bây giờ Mộc sẽ gỡ cái cánh cửa ra về chỉnh lại nha. Và Mộc sẽ chỉ cho mọi người luôn. Tại vì cái cửa lùa nó có cái bản lề trên đây, mọi người bấm kéo xuống này nó. Thì cái cánh cửa này mở hơi khó nha mọi người. Thì mọi người đứng vô trong này, mọi người lùa ra mọi người đẩy mới mở được nha. Đó, đây Mộc vô trong này Mộc bấm Mộc mới mở được. Mọi người lưu ý lúc mà ấn chốt kéo xuống ấy, thì ở giữa cái cửa nó có một cái bản lề chữ L, mọi người giữ lại nha. Chứ không thôi mọi người mở cái cánh cửa này ra này nó rớt ra ngoài đây nha. Mọi người ấn xuống cái này nó không có cái gì giữ này, rớt ra ngoài. Xong mọi người bê vô rồi. Đó. Đây thì cái bản lề nó sẽ có cái bản lề ở chỗ ở góc trên này. Đây chị mọi người nha. Đấy. Mọi người ấn xuống nha, nó có cái nút tròn, mọi người ấn xuống mọi người kéo lên hoặc là mọi người ấn xuống kéo xuống thì là nó trượt xuống. Cái bên này cũng vậy. Đó mọi người, nó có cái nút ở giữa, mọi người bấm xuống mọi người kéo xuống là nó xuống. Còn mọi người ấn lên kéo lên là nó lên. Đó, và cái kiểu này nó tròn tròn nó xoay xoay này để mình trượt đi á. Thì nhiều khi là lúc này nó bị hư ấy, thì mọi người chỉ gỡ bốn con ốc ở cái góc này ra. Mọi người thì gỡ ra mọi người mang ra cửa hàng mọi người mua, xong mọi người về mọi người gắn cái khác thay, hoặc mọi người liên hệ với Mộc á, nó bị hư thì mọi người cứ liên hệ Mộc. Mộc ship cho mọi người nha. Đó, ship miễn phí cho mọi người. Mọi người bị hư này, Mộc ship đồ này nọ là miễn phí cho mọi người luôn. Mấy cái đồ này thì nó không có tốn nhiều tiền hết á. Đó. Thì bây giờ Mộc sẽ mở chốt, gỡ cắn cửa bản lề ra đây nha. Nó bị lật nè. Đó, mọi người thấy không? Nó lật nè. Đó, nhưng mà nó lật thì nó vẫn trượt bởi vì nó có một cái bán xe. Nó có hai bán hai bên. Thì một cái nó vẫn giữ lại, còn một cái kia nó trượt ra. Đây cái bản lề nó bị bung ra này, mọi người thấy không, nó bị lật nhá. Thì bây giờ Mộc sẽ chỉnh lại, Mộc sẽ gắn lại làm sao biết để biết nó vô khớp. Đây chỉ cho mọi người luôn, ở dưới nó có cái bắn này, mọi người cứ đẩy đẩy vô cho nó vô cái đường giữa cái rắn đó. Đó, như thế này là khít rồi mọi người. Đấy, mọi người để cho nó ở giữa, nó có cái khe ở giữa bắn ấy, mọi người để như thế này là đúng khít của nó nè. Đó. Đây cho mọi người có cái bắn của nó. Làm cho kỹ kỹ, cho an toàn, an chỉnh cho dễ. Bởi vì nhiều khi ấy, mọi người chỉnh mấy cái này đây, cái ray nó đi giữa cái đường bắn này lại ok mọi người. Đấy. Bây giờ Mộc gắn lại nha. An toàn để ý nha. Cái này thực ra là bên Mộc á, làm cho mọi người hay là căn chỉnh cho mọi người thì cũng được. Nhưng mà nhiều khi ở xa ấy, mọi người đợi lâu ấy, mà mấy cái này nó dễ, mọi người có thể tự làm cũng được. Chỉ cho mọi người làm thôi. Cái này nó đâu có gì đâu, nó giống như là bạn lấy cái tô vít, bạn vít chơi thôi. Đấy, xong cái bạn lề ở dưới mọi người đẩy lên, nó có cái nút ấy, nó đẩy lên lúc này như ban đầu mà Mộc chỉ cho mọi người ấy. Đó, nó có nút hai bên đẩy lên đó. Đấy, như vậy là em đó. Con em Mộc xà nó bị lật ra mà nó còn không biết nữa. Chỉnh xong xíu ra lấy nó 200.000. Đó, cái tủ này là tủ gỗ công nghiệp MDF nha mọi người. Tủ này nhà Mộc xài, con nhỏ em Mộc xài cũng 5 rưỡi, cỡ 2 năm rồi đấy. Nói chung tủ này xài rất là tốt nha mọi người. Một cái tủ này thì nó chỉ có 4 triệu 2 một cái thôi, 1m4, 1m6 thì 4,5 triệu, 1m8 thì 4,8 triệu. Đó. Và chui vô đóng cái nút bên trong ấy nha mọi người. Hãy
người đẩy cho cái chốt nó đi lên nha, để được nha. Đó, an toàn coi, an toàn làm nha. Còn nếu mà không làm mà không được ấy, thì khoảng ngày mai ngày kia 1-2 ngày nữa em cho thợ xuống chỉnh cho anh. Đó, đang gieo cho khách mày ăn sát cái cửa mày, nhiều khi vận chuyển mọi người nó bị lật một chút đó. Đó, còn tiện thể bán luôn. Đó, cái tủ này là tủ gỗ MDF cửa rùa 1m4, giá là 4,2 triệu. 1m6 là 4,5 triệu, 1m8 là 4,8 triệu. Đó, có các tầng ngăn để đồ như thế này. Đó, xong rồi để đồ cũng rất là tiện. Gỗ MDF là gỗ tốt cho mọi người. Còn nó còn có loại MFC ấy, thì nó rẻ hơn một cây, được khoảng 500-600 nghìn nữa. Mà sản MDF này thì cái gỗ nó cứng tốt hơn. Khu mộc là khu làng nghề sản xuất mấy cái này nha mọi người nha. Ở bên này thì có tầng treo đồ, bên dưới treo đồ, ở dưới cũng để đồ được luôn. Đó, tủ này rất là tốt cho mọi người. Mấy đứa cháu mộc này nó phải leo vô trong này nó trốn không á. Đó, rất là tốt luôn. Vững đó nha mọi người nha. Đó, cây 4,2 triệu. Bên hông này là tấm bắt liền. Đó, bắt liền bên hông này, đây cho mọi người coi. Đó, quay chỉ sửa tủ xong rồi tiện thể bán tủ. Đó, rất là lợi hại. Đó, nhờ như vậy mà nhiều khách bị mộc dụ lắm. Đó, nếu kéo ra hết thì nó như thế này. Cửa lò này thì sàn nó rất là tiện nha mọi người, trong các không gian hẹp. Như chẳng hạn như mình mở ra thì mình chiếm không gian, còn lùa qua lùa lại như thế này đó thì nó tốt hơn. Đó, rồi chào mọi người nha.